Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình giới thiệu những thiết bị âm thanh của Cương Audio. Tất cả mọi yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép, xin hãy gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển bên tay phải. Hiện nay tôi đang có hai kênh YouTube, kênh thứ nhất có tên là Cương Audio và kênh thứ hai có tên là Âm Thanh Vàng. Các bạn có thể truy cập vào kênh YouTube Âm Thanh Vàng đăng ký theo dõi kênh để được thưởng thức nhiều bản tiết hay các dòng loa nghe nhạc cũng như hát karaoke. Và những bạn đang có Facebook có thể dùng tính năng theo dõi để cập nhật các hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ như dòng chữ nhỏ dưới cùng của tấm biển. Ngoài ra các bạn thấy luôn luôn tôi để một số điện thoại cho kỹ thuật viên Quang Vị, đó là phục vụ những anh em có nhu cầu sửa chữa. Nếu như các thiết bị của anh em không may trục trặc hay cần phải sửa chữa thì anh em có thể gọi điện theo số điện thoại của kỹ thuật viên Quang Vị. Đây là một dịch vụ sửa chữa độc lập với chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều các dòng âm ly của Luman giúp các bạn có thể nghe nhạc vàng, nghe những thể loại nhạc với sự tinh khiết ở các giải âm. Tuy nhiên trên thị trường hiện nay thì các bạn có thể lựa chọn những mẫu âm ly rất vừa tiền, vừa túi nhưng chất âm thì vượt xa tầm tiền đầu tư của các bạn. Cụ thể các bạn đã biết đến sự nổi tiếng của các mẫu Luman 55A, 58A, 68A hay các dòng trước mắt các bạn, đó chính là Luman 309. Tôi cũng đã có video clip giới thiệu rất chi tiết về dòng âm ly Luman 68A và dòng 309V. Các bạn có thể truy cập vào kênh YouTube Cương Audio của tôi để tìm hiểu những video clip đó. Ở chương trình này các bạn thấy tôi bày ra hai chiếc ly Luman 309. Đây là một trong những dòng âm ly giúp cho các bạn, như tôi vừa nói ở trên, đầu tư ít nhưng lại được nhiều. Các bạn thân mến, đây là hai chiếc âm ly của hãng Luman Nhật Bản. Trước hết các bạn nhìn thấy nó sử dụng vỏ gỗ, tăng thêm vẻ đẹp và sự sang trọng. Ở phía trước ta nhìn thì các bạn thấy nó sử dụng mặt phay nhôm sáng và đây là những kim loại không bao giờ rỉ theo thời gian. Và các bạn nhìn thấy nó có thiết kế vốn rất quen thuộc của phong cách Luman. Những chiếc ly Luman 309 này có công suất tiêu thụ là 250W, trở kháng 8 ohm, giúp cho các bạn dễ dàng đánh vào rất nhiều các dòng loa, ví dụ như các dòng JBL, các dòng Tannoy, các dòng BV kép, một số mẫu. Và đặc biệt những bạn thích đồng trục toàn giải, những bạn mà có những cặp loa Buxell nữa, đánh cũng rất là tuyệt vời. Các bạn biết là phẩm chất của Luman thì nó luôn luôn hướng đến cái chất lượng của âm thanh, cho nên các bạn thấy nó luôn luôn có cái khả năng kháng nhiễu cực tốt. Nếu như các bạn mở lòng một chiếc Luman 309 ra, các bạn sẽ phải sững sờ với hai cái tụ lọc nguồn to như hai lon bia. Các bạn nhớ, tôi nhắc lại là các bạn mở lòng của âm ly Luman ra ở cái mẫu 309 này cũng như các dòng khác, các bạn sẽ thấy ngạc nhiên với hai cái tụ lọc nguồn to như hai lon bia. Như vậy các bạn thấy riêng phần linh hồn, tức là phần nguồn của nó được thiết kế rất là kỹ. Và thêm vào đó thì các bạn biết rồi, ngoài cái việc mà vặn nút chỉnh bát chép này này thì nó có những cái nút ở phía dưới, đó là giúp cho các bạn có thể cắt được các tần số theo ý muốn của mình, phù hợp với tai nghe. Chiếc ly Luman 309 trước mắt các bạn theo thông số của nhà sản xuất có tần số đáp ứng từ 10Hz đến 50.000Hz. Như vậy, vượt xa một số mẫu âm ly đắt tiền hơn. Các bạn thấy là nó là âm ly Luman 309 và tần số đáp ứng của nó là từ 10Hz đến 50.000Hz, trong khi tai của chúng ta nghe ở ngưỡng 20Hz đến 20.000Hz. Như vậy, ở những tần số cao như tôi vừa nêu ở trên, chắc chắn sẽ cho tiếng chép cực kỳ lảnh lót và mịn. Và tiếng bass sẽ xuống rất sâu. Các bạn nhớ là tiếng bass của nó xuống sâu ở ngưỡng dưới 20Hz thì các bạn sẽ cảm nhận được bằng cái cảm giác, tức là các bạn mở cái loa siêu trầm, các bạn thấy cái cảm giác mơn man kiến bỏ, thì đó chính là cái sóng hạ âm dưới 20Hz. Thì dòng này cho phép các bạn có thể chỉnh tần số rất là thấp. Và những chiếc ly này thì các bạn biết rồi, nó sử dụng 4 sò Toshiba. Hiện nay trên thị trường thì nó có cũng dòng như thế này, có thể sử dụng sò Saken, sò Neck và sò Toshiba. Thì mỗi một cái dòng sò thì sẽ có một cái đặc trưng về chất âm. Nhưng những bạn mà muốn cái chất âm nó mềm mại, ngọt ngào, nó dịu dàng, đằm thắm như vợ mới cưới. Đấy, lúc mới cưới về lúc nào cũng nói với nhau rất là dịu dàng, thỏ thẻ như cái lúc còn đang yêu. Ấy. Đấy, thế này, các bạn muốn cái chất âm giống như thế thì các bạn sử dụng những con 309 sò Toshiba này. Và các bạn sẽ thấy là chúng ta dễ dàng phối ghép thành công với những cặp loa kiểu như JBL 4311, 4312, các dòng Horizon 166, các bạn đánh cũng rất là tuyệt vời. Đấy. Và cái mức giá thì rất là hợp lý. Những chiếc ly Luman 309 tuyệt đẹp như thế này, đấy, có giá chỉ 18 triệu đồng.
tuyển kỹ, đẹp xuất sắc cho các bạn luôn. Đấy, dính một chút bụi và xốp thôi. Đấy. Không tì vết và giá chỉ 18. Các bạn nhớ là nguồn điện 100 nhé, nó sử dụng nguồn điện 100. Đấy. Thế thì đối với cái mẫu này thì các bạn để ý vào cho tôi. Đây là cái đèn nguồn của nó này. Khi các bạn bật nguồn lên thì cái đèn nó sẽ sáng. Và đây là chỉnh volume to nhỏ. Thì đây là cái vành khuyên này này, dùng để chỉnh cân bằng hai vế loa. Và ở đây là chỉnh cái hiệu ứng stereo. Đấy. Rồi stereo reverse, tức là cái hiệu ứng đảo loa phải trái vòng sau. Và các bạn sẽ thấy low note của nó này. Đấy. Ba note. Low boost. Đấy. Và tone default. Chỉnh bass, chỉnh mid bass, chỉnh chép, chỉnh mid chép. Như vậy là thiết kế rất là cầu kỳ ở phần chỉnh âm sắc. Chỉnh các tần số cắt tiếng bass xuống 150Hz xuống rất là sâu. Đấy. Lựa chọn tần số sóng âm. Đây là lựa chọn tần số sóng âm cho tiếng chép. Như vậy các bạn thấy là có rất nhiều các hiệu ứng giúp cho các bạn có thể lựa chọn được những cái giai điệu, lựa chọn được những cái tần số nó phù hợp với những cái giai điệu của cái bản nhạc, của cái thể loại mà các bạn yêu thích. Có nhiều bạn hỏi là đối với những dòng âm ly Luman đời cao, ví dụ như các dòng 505 UX rồi 505F, so với những dòng Luman đời trước này thì dòng nào hay hơn, thì xin thưa các bạn, rất khó nói dòng nào hay hơn được. Bởi vì tại sao rất nhiều người đang đi tìm những dòng âm ly Luman như thế này? Bởi vì nó có cái chất âm đặc trưng của một cái thời kỳ người ta tập trung và chạy đua theo chất lượng của sản phẩm. Chạy đua theo chất lượng, không phải chạy đua về hình thức các bạn nhé. Giống như một người con gái ấy, người ta chỉ chăm chỉ rèn rũa cách ăn, cách nói năng, đấy, cách ứng xử với mọi người xung quanh. Và lâu ngày thì hình thành một cái phẩm chất tốt đẹp về tính cách. Đấy là tức là chạy đua theo mặt chất lượng. Thế còn hình thức thì các bạn thấy trước mắt ấy, nhìn có người thì thích như thế này, có người thì thích như thế kia. Nhưng cơ bản chúng ta thấy cái hình thức của nó khá là sang trọng và bắt mắt. Thế thì các bạn thấy là cái việc mà chúng ta so sánh Luman 309, tức là những dòng âm ly thiết kế trước, và những dòng Luman 505 UF rồi 505F, tức là những cái dòng đời cao bây giờ mà vỏ của nó bằng nhôm đấy, có hai đồng hồ VU đấy, sản xuất những năm gần đây, thì dòng nào cũng có cái hay của nó. Chúng ta không thể nói là người phụ nữ trong quá khứ xấu hơn người phụ nữ hiện đại. Và chúng ta cũng không thể nói người phụ nữ hiện đại là xấu hơn người phụ nữ trong quá khứ. Bởi vì người phụ nữ đẹp của xã hội hiện đại đó là người phụ nữ năng động, sáng tạo và trách nhiệm với gia đình, với chồng con. Còn trong quá khứ đó là người phụ nữ công dung ngôn hạnh. Các bạn biết rồi đúng không ạ? Rõ ràng là cái gì cũng có cái hay riêng của nó, và các bạn phải trải nghiệm. Nếu có điều kiện thì lấy cả một người trong quá khứ, cả và một người trong tương lai và một người ở hiện tại, nếu có điều kiện. Và đương nhiên nó chỉ là nếu, các bạn biết rồi. Và các bạn thân mến, nhưng đối với âm thanh thì chúng ta lại có thể trải nghiệm được. Chúng ta có thể chơi, sau đó một thời gian chúng ta lại nâng cấp, hoặc chúng ta cho nhau mượn cái đồ đánh về để chúng ta trải nghiệm. Thì đó là cái điều mà chúng ta lại có thể làm được. Điều đó rất là dễ. Các bạn biết là chơi audio thì có nhiều bạn cũng rất là đắn đo, cũng loay hoay, cũng cân nhắc, sau đó đi hỏi người nọ, hỏi người kia, hỏi vào đúng những người ta trải nghiệm thật sự, và người ta có cái sự cảm nhận tinh tường thật sự, người ta nói cho mình những sự chân thành thì nó rất đúng. Thế nhưng chúng ta hỏi phải những người mà người ta cũng chỉ chơi qua theo kiểu phong trào, nghe nói, nghe đồn, nghe bảo, thì nó sẽ rất là tai hại. Chắc hẳn các bạn đã nghe thấy ba chữ chí tang bồng. Thì đây là một trong những cái từ ngữ dùng để chỉ một cái tục lệ trong quá khứ. Trước đây do xã hội trọng nam khinh nữ, chính vì vậy mà gia đình ai đó khi đẻ được một đứa con trai thường là tổ chức ăn mừng rất linh đình, mổ trâu mổ bò, rồi tổ chức yến tiệc, mời tất cả dân làng hàng xóm, đặc biệt là mời các cụ ông, tức là các bô lão đến để ăn yến tiệc. Sau đó là một cái lễ, tức là một cái lễ để ăn mừng. Trong đó người ta sẽ sử dụng cái cây cung, tức là cái cung làm bằng cây dâu. Cung này sẽ làm bằng cây dâu, cho nên các bạn thấy cái chữ tang, tang ở đây có nghĩa là cây dâu. Và dùng cái cỏ hồ thỉ, cụ thể hơn đó chính là cái cỏ bồng. Dùng cỏ bồng này làm mũi tên, và cái cây dâu ấy thì dùng để làm cung, làm tượng trưng thôi. Sau đó người ta sẽ bắn mũi tên về bốn hướng.
để mong rằng cái đứa con trai sau này lớn lên ấy, là cái người có chí lớn, có chí vẫy vùng bốn phương. Thì các bạn thấy đó là một cái tục lệ khá là hay, nó đã truyền cái cảm hứng cho những người con trai để sau này lớn lên thì trở thành những người trụ cột cho gia đình và trở thành những người công dân cho xã hội, và xa hơn nữa là những người có thể làm nên những sự nghiệp lớn, có thể xoay vùng được trời đất. Chính vì vậy mà các bạn thấy là đối với đàn ông chúng ta, anh em con trai chúng ta, thì khi chúng ta mà chơi audio thì các bạn cũng thế, cũng không nên quá đắn đo, quá cân sức cân tài để các bạn nghĩ xem là mình đã có cặp loa rồi, mình đã có cái âm ly rồi, thì mình kiếm cái thiết bị nào đánh cho nó hợp. Ví dụ đại khái là như vậy. Cho nên các bạn thấy là chúng ta cứ mua chơi thôi, chúng ta trên cơ sở tham khảo ý kiến của những người có chuyên môn thật sự, hay có thể tham khảo ý kiến của những cái cơ sở bán hàng và những người có cái kinh nghiệm thật sự như anh em chúng tôi, thì các bạn sẽ được tư vấn một cách chính xác nhất. Và khi mà các bạn phối ghép rồi, chắc chắn thì các bạn sẽ cảm thấy hài lòng. Và các bạn thấy đương nhiên thôi, khi chúng ta chơi một năm, vài năm, thậm chí là vài tháng, nếu chúng ta không thích là chúng ta có thể tiếp tục có những cái sự nâng cấp, hoặc chúng ta thay đổi cái đồ đánh. Các bạn có thể trao đổi với bạn bè, anh em bằng hữu, có thể tổ chức những cái hội anh em chơi và gắn bó, sau đó chúng ta giao lưu đồ đánh với nhau để tăng cường cái sự trải nghiệm. Các bạn nhớ là lĩnh vực nào cũng thế, nó đòi hỏi cái sự quyết tâm rất cao. Nếu như trong kiến trúc, trong điêu khắc, trong hội họa, trong văn chương và trong âm nhạc nói chung, trong cái việc chơi audio này nói riêng, mà các bạn không có cái màu sắc riêng của mình, tức là chơi không có cái lối đi riêng của mình, và không có cái cách phối ghép riêng của mình, không có cái cách thưởng thức theo cá nhân của mình, thì mình sẽ bị hòa tan vào trong một cái bể nước muôn màu như thế. Và các bạn thấy là các bạn có nhiều người khi mà muốn chơi những cái dòng loa mà nó cho cái tiết tấu thanh thoát, nhẹ nhàng, êm ái, nhưng mà lại thấy phần lớn bạn bè mình lại chơi theo kiểu bạo lực, uịch. Đấy. Tức là các bạn lại thấy là mình nghe như vậy là nó thiếu tiếng bát, nó không hay. Đấy. Cái thường này các bạn, tôi nói với các bạn rất là nhiều rồi. Có nhiều bạn khi mà bắt đầu mới chơi thì chúng ta thường rất là thích bát nặng. Đấy, thích chép mạnh, bát nặng. Đấy. Và không để ý đến trung. Bởi vì chơi bát nặng thì thường trung sẽ mờ, bởi vì cái năng lượng thổi giải trầm nó sẽ lấn át cái phần tiếng trung. Đấy. Thế nhưng mà những người chơi thực sự là tinh túy thì khi người ta chơi một thời gian là người ta rút ra phải chơi cân bằng hài hòa ba giải âm. Đấy. Chơi cân bằng hài hòa ba giải âm. Tiếng bát nặng là rất tốt, nhưng tiếng bát phải giữ, đó là vai trò của linh hồn của bản nhạc, tức là nó phải cầm canh. Tức là nó mang tính chất cầm canh thôi, nó cầm giữ phách nhịp cho bản nhạc thôi. Còn lại các bạn phải nghe được cái hay trong cái hòa âm phối khí, trong những đoạn người ta chạy ape. Có những cái bản nhạc đến cái thời điểm đó nó chỉ xuất hiện vài cái nốt người ta thả qua thôi. Đấy, cái người hòa âm phối khí người ta rất là tinh tế, người ta nghe ta mới thấy được cái tài của người nghệ sĩ trong cái việc hòa âm phối khí. Ví dụ các bạn nghe những cái bản phối Chuyện Dàn Thiên Lý, hay Chuyện Hoa Sim, Chuyện Tình Hoa Trắng, hay những cái bản nhạc mà người ta lấy cái nền tảng ở trong đó thì sử dụng chủ yếu là các bạn thấy cái tiếng tam thập lục hay đàn tranh thì nghe rất là hay. Và đối với nghe nhạc vàng thì các bạn thấy nó phải toát được lên cái thần thái, cái giọng hát của ca sĩ mà mình muốn nghe. Nếu như mà các bạn nghe một bản nhạc mà chỉ thấy bát đánh huỳnh huỵch và chép cứ đẩy tanh tách, nhưng trong khi ca sĩ hát lại không nghe rõ là ca sĩ hát cái gì, xin khẳng định các bạn cực kỳ khó chịu, rất khó chịu. Nếu như trung âm, tức là mid không nổi, giọng hát ca sĩ không rõ nét. Cho nên các bạn thấy tôi test thì tôi luôn luôn, các bản test của tôi phải âm thanh phải cực kỳ sắc nét, rõ nét, hát câu nào ra câu đấy. Tiếng bát ra tiếng bát và tiếng chép ra tiếng chép, và tiếng mid phải tách bạch rất là rõ ràng. Thế các bạn thân mến, tranh thủ tiếp thị đến các bạn mẫu âm ly Luman 309 có giá 18 triệu đồng tuyệt đẹp trước mắt các bạn, thì lan man một vài điều thôi, mang tính chất tâm sự và cũng thể hiện cái suy nghĩ của cá nhân tôi thôi đối với cái thú vui audio. Thì các bạn nghe thì các bạn có thể vận dụng, hoặc là các bạn cũng có thể hiểu thêm một cái tâm tư của những người mà làm audio, những người bán audio như anh em chúng tôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt.